Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Những hướng nhà vượng khí trong vận chính theo huyền không phi tinh. Biết được mảnh đất của mình sinh sống như thế nào sẽ thêm cơ hội về tài lộc. Hiểu được vọng tâm của mình là gì sẽ thêm cơ hội tu tập chuyển hóa nghiệp thiện. Bài này Khải Toàn xin chia sẻ những quẻ tốt trong huyền không phi tinh ở vận chính. Vận chính tính từ năm 2024 cho đến năm 2043. Mỗi vận của thế giới có 20 năm, tổng cộng có 9 vận, được gọi là tam nguyên cửu vận. Quẻ tốt của nhà tùy thuộc vào tọa độ, cách cục ngôi nhà, khu vực ra sao, quang cảnh bên ngoài và tâm tánh những người sống trong nhà. Tính đơn giản trong vận chính quẻ tốt theo tọa độ, hướng Bắc ta có 4, hướng Đông Bắc ta có 4, hướng Đông Nam có 2, hướng Nam có 4, Tây Nam có 2, hướng Tây và Tây Bắc mỗi hướng có 2 quẻ tốt, tổng cộng 20 trên 34 quẻ trong vận chính. Luận theo quẻ huyền không phi tinh, biết được tốt xấu của mảnh đất. Vượng khí vượng về tài lộc hay vượng về nhân đinh, tức là con người. Bài trí vật dụng phù hợp sẽ thêm cơ hội, thêm nhiều cơ hội cho ngôi nhà thêm vượng khí. Huyền không phi tinh là môn dễ học nhưng khó tinh thông. Ngoài luận đoán từ quẻ nhà, hình thể khu vực cần thời gian để quan sát, mà thời vận, thời gian của một vận nhỏ cũng tầm 20 năm. Con người chúng ta không thể nào thoát khỏi sự chi phối của âm dương, không thể thoát khỏi sự chi phối của vạn vật. Ngay cả chuyện nắng mưa thôi cũng chi phối tâm trạng chúng ta. Thế thì khí trường một mảnh đất sẽ chi phối rất nhiều những người sống trong nhà. Điều chi phối con người lớn nhất bởi nghiệp lực. Nghiệp là tạo tác, là hành vi, là kết quả. Giống như là tốt nghiệp, lập nghiệp, đồng nghiệp. Người mà thoát khỏi nghiệp lực là người dụng công phu qua tu dưỡng tâm tánh. Công phu của việc giữ tâm tốt, nói lời tốt, làm việc tốt, làm người tốt, đó chính là từ trường mạnh nhất, có thể xoay chuyển được nghiệp quả, chuyển hóa được mảnh đất của mình thành mảnh đất phước, ứng với câu người phước ở đất phước người phước ở. Vì vậy, những vị lưu tâm đến phong thủy học nên dành một ít thời gian để tự tu tập. Khi có công phu nhất định, sẽ sản sinh từ trường thiện lành, tạo phước ở mọi nơi mình sinh sống và làm việc. Tu tập ra sao? Các vị hãy thử dành vài năm nghe giảng kinh và hành thiền. Những lưu ý khi tính quẻ cho ngôi nhà. Từ năm 2024, thế giới bước vào vận chính. Những ngôi nhà xây và vào ở trước năm 2023 lùi về 2004 sẽ thuộc vận 8. Vận 8 quẻ huyền không phi tinh sẽ khác vận chính. Với ngôi nhà xây và vào ở trước năm 2023, nếu quẻ vận 8 tốt thì nên giữ nguyên. Nếu muốn tính sang vận chính, ta có các phương pháp sau. 1. Không ở hoặc là bỏ nhà trống trong vòng ít nhất 60 ngày. 2. Sửa lại ngôi nhà, sửa trên 1/3 diện tích ngôi nhà. 3. Thông một khoảng trống ngay giữa tâm ngôi nhà để đón ánh nắng trong vòng 60 ngày. 3 cách trên. Một trong 3 cách trên giúp ngôi nhà thanh tẩy khí trường cũ, bắt đầu một chu kỳ mới. Cách số 1 có lẽ dễ thực hiện nhất. Và trên cũng là những cách đối với nhà đang ở vận 8 muốn chuyển sang vận 9. Còn đối với nhà mới xây thì các vị chỉ cần vào ở sau năm 2024. Để xác định tọa độ của ngôi nhà theo quẻ huyền không phi tinh, các vị vào kênh hoặc website xem bài hướng dẫn đo tọa độ. Hoặc là mời các bạn vào xem phần mô tả ở video có đường link website hướng dẫn đo tọa độ. Với những ngôi nhà có biên độ không đồng nhất, khi thì quẻ A, khi thì quẻ B, ví dụ lúc 95 độ, lúc 100 độ. Điều này cần kinh nghiệm để xác định, dựa vào các năm cũ trước kia cũng như sinh thần bát tự của gia chủ. Sau đây Khải Toàn mời các bạn xem qua tóm tắt các quẻ nhà tốt theo huyền không phi tinh trong vận chính. Tổng cộng có 20 quẻ từ khá đến tốt. Có những quẻ tốt về tài lộc nhưng không tốt về nhân đinh, và cũng có những quẻ ngược lại. Bài này Khải Toàn chỉ tóm tắt, không nêu ra chi tiết,
các vị có thể đón xem thêm trên các kênh hoặc website. Khải Toàn hướng dẫn sơ lại cách lấy tọa độ của một ngôi nhà. Đầu tiên, ta xác định được hình thể của ngôi nhà của mình. Ví dụ nhóm A, ta có những ngôi nhà vuông vắng, tức là không bị thiếu góc. Nếu ở hình A1, giữa của ngôi nhà 5m là 2,5m. Hình A2, chiều ngang ngôi nhà 10m, ở giữa là 5m. Tương tự như hình A3. Nhóm B, ta có nhà bị thiếu góc. Ví dụ, hình B1, phía trước là 4m, phía sau là 6m, vẫn tính tổng của chiều ngang là 6m, tức là giữa ngôi nhà này là 3m. Với hình B2 cũng tương tự, ta phải vẽ chu vi của nhà thành vuông góc. Nhà thiếu góc không phải là nhà tốt. Nhóm C cũng tương tự như nhóm B. Nhà bị xéo, bị xiêng, không phải là nhà vuông vắng. Xác định được chiều ngang của ngôi nhà, ta đứng giữa ngôi nhà. Đây là hình ví dụ. Ví dụ chiều ngang của nơi này là 30m, ở giữa là 15m. Từ cửa ra đến bên ngoài, ta đứng từ 3 đến 5 bước chân để lấy tọa độ. Đơn giản, ta có thể dùng la bàn trên điện thoại. Ví dụ, ta đứng ngay ngắn, xung quanh không nên có vật nhiều kim loại, ví dụ như xe cộ, để tránh gây nhiễu từ trường. La bàn đặt thẳng, ta chụp lại màn hình là ta có tọa độ. Đơn giản hơn, ta có thể dùng app la bàn. Trên app la bàn, ta có 24 sơn hướng. Nếu ngôi nhà rớt vào 12 sơn là những con giáp, thường là quẻ tốt. Tuy nhiên, tọa độ không nên cứng giữa hai hướng. Ví dụ ở đây, 290 độ là cứng giữa hướng Tây và Tây Bắc, sẽ phạm không vong, được gọi là xuất quái. Đứng giữa ngôi nhà, từ trong ra ngoài khoảng 3 đến 5 bước chân, để thẳng điện thoại hoặc la kinh la bàn để lấy tọa độ. Với la kinh, sẽ ít bị nhiễu và chính xác hơn trên điện thoại. Trên la kinh, ta chỉ cần xoay kim màu đỏ trùng với hướng Bắc. Ví dụ, ta có 264 độ. Căn hộ, tầng càng thấp thì đón khí đất càng nhiều, tầng càng cao thì ít nhận khí đất hơn. Căn hộ dùng phong thủy không ảnh hưởng nhiều bằng nhà phố. Ở ví dụ nhóm A, đây là một căn hộ vuông vắng. Cửa vào, cửa ban công, ta vẫn đứng trước cửa chính, xoay mặt ra nhà đối diện. Với nhóm B là những căn nhà thiếu góc. Đa phần theo kinh nghiệm Khải Toàn thì đa phần những căn nhà căn hộ đa phần là rất là ít nhà vuông vắng, đa phần là thiếu góc. Ví dụ 1, cửa ở đây ta vẫn lấy chiều ngang của ngôi nhà. Ví dụ 2, cửa chính ở đây. Ví dụ 3, ví dụ 4. Có được tọa độ, ta mới phân được cung theo quẻ huyền không phi tinh. Khải Toàn xin tóm tắt 20 quẻ khá và tốt theo vận chính trong huyền không phi tinh. Đầu tiên là hướng Bắc, tọa độ từ 338 cho đến 340 và 349 cho đến 352. Đây là hai quẻ khiêm hướng. Khiêm hướng tức là không nằm giữa chính hướng. Ta có ví dụ. Ví dụ hướng Bắc ta có Nhâm Tý Quý. Chính hướng Nhâm là 345 độ, chính hướng Tý là 0 độ, chính hướng Quý là 15 độ. Cộng trừ 3 giữa chính hướng được gọi là chính hướng. Nhiều hơn 4 độ được gọi là khiêm hướng. Trong ví dụ này 340 độ. Ở quẻ đầu tiên ta có Nhất Bạch Hội Hướng. Tọa ta có Cửu Tử. Trong vận chính, Nhất Bạch và Cửu Tử. Cửu Tử là sao đương lệnh, Nhất Bạch là sao tương lai. Tại các hướng tốt, ta nên có cửa, bếp, phòng ngủ, phòng đọc sách. Hướng Bắc quẻ 2,
từ 341 cho đến 348 độ. Tại cửa ta có nhất bạch tọa hướng, và ta có cửu tử hội tọa. Hướng bắc quẻ 3, 353 cho đến 355 độ, và 4 đến 10 độ, và 19 đến 22 độ. Từ 23 độ sẽ phạm vào xuất quái. Quẻ này ta có cửu tử nằm ở hướng thủy, đằng sau ta có song tinh nhất bạch, nhất bạch hội tọa. Khải Toàn xin nhắc lại, sao số 9 là sao đương lệnh, sao số 1 là sao tương lai. Hướng bắc quẻ 3, xin lỗi, hướng bắc quẻ 4, 356 cho đến 3 độ, 11 cho đến 18 độ. Ở quẻ này ta có cửu tử hội hướng, tọa ta có nhất bạch hướng thủy, cũng được xem là quẻ tốt. Trong quẻ này vừa chính hướng vừa khiêm hướng. Tiếp theo đông bắc ta có hai quẻ, đầu tiên 26 đến 33 độ, chính và khiêm hướng. Đông bắc này tuy cửa có tam bích và lục bạch không phải là quẻ tốt, nhưng tọa ta có cửu tử hội tọa. Cửu tử hội tọa tốt về nhân đinh và sức khỏe. Hướng đông bắc quẻ 2, 41 đến 48 độ và 56 đến 63 độ, chính và khiêm hướng. Ngược lại với quẻ trước, ở hướng cửa ta có cửu tử hội hướng, tọa ta có tam bích và lục bạch. Quẻ này thiên về tài lộc hơn là thiên về nhân đinh. Tiếp theo hướng đông ta có hai quẻ, 71 đến 78 độ, chính và khiêm hướng. Ở hướng ta có tứ lục và ngũ hoàng không phải là quẻ tốt, nhưng ở tọa ta có cửu tử hội tọa tốt về nhân đinh và sức khỏe. Hoặc là ta có thể chọn cửa khí ở cung đông bắc, trong quẻ hướng đông ta có nhất bạch. Quẻ 2 của hướng đông 83 đến 97 độ, 101 đến 108 độ, chính và khiêm hướng. Ở tọa ta có tứ lục và ngũ hoàng không phải quẻ tốt. Ở hướng ta có cửu tử hội hướng. Quẻ này tốt về tài lộc hơn là tốt về nhân đinh. Hướng đông nam ta có hai quẻ, 116 cho đến 123 độ, chính và khiêm hướng. Tọa ta có nhị hắc và thất xích không phải quẻ tốt, nhưng ở hướng cửa ta có cửu tử hội hướng và có cả nhất bạch bên đây. Cửa khí ta chỗ bên đây hoặc bên đây đều được. Quẻ này thiên về tài lộc hơn là thiên về nhân đinh. Quẻ còn lại 131 đến 138 độ, 146 đến 153 độ, chính và kim hướng. Hướng cửa ta có nhị hắc và thất xích không phải quẻ tốt, nhưng ở hướng tọa ta có cửu tử hội tọa tốt về nhân đinh sức khỏe hơn là tốt về tài lộc. Đây là quẻ trung đến khá. Hướng nam ta có bốn quẻ, 158 đến 160, 169 đến 172. Quẻ này là quẻ khiêm hướng. Ở hướng thủy ta có cửu tử và nhị hắc. Cửu tử là đương lệnh. Ở tọa ta có nhất bạch hội tọa. Quẻ này tốt cả về nhân đinh lẫn tài lộc. Quẻ số 2 hướng nam, 161 đến 168 độ, chính và kim hướng. Ở hướng thủy, ở hướng cửa ta có cửu tử hội hướng, ở tọa ta có nhất bạch ở hướng tọa. Quẻ này cũng được xem là tốt về tài lộc lẫn nhân đinh. Quẻ số 3 của hướng nam, 176 đến 183 độ, 191 đến 198 độ, chính và kim hướng. Ở hướng thủy, hướng cửa ta có nhất bạch nằm ở hướng tọa, và tọa ta có cửu tử hội tọa. Quẻ này cũng tốt về nhân đinh và tài lộc. Quẻ hướng nam cuối cùng, đây là quẻ khiêm, 173 đến 175,
184-190 và 199-202. Qua 203 sẽ là xuất quái hoặc là không vong. Ở hướng thủy ta có nhất bạch hội hướng. Ở hướng tọa ta có cửu tử hội tọa. Quẻ này cũng được xem là tốt về tài lộc lẫn nhân đinh. Tây nam ta có hai quẻ 206-213 chính và khiêm hướng. Ở hướng cửa, hướng thủy ta có cửu tử hội hướng. Tuy nhiên ở tọa không phải là quẻ tốt, ta có lục bạch và tam bích. Quẻ thứ hai hướng tây nam từ 221-228 độ và từ 236-243 độ khiêm hướng. Ở hướng cửa ta có lục bạch và tam bích không phải là quẻ tốt, nhưng bù lại ở hướng tọa ta có cửu tử hội tọa tốt về nhân đinh. Nhân đinh sức khỏe hơn tốt về tài lộc. Hướng tây ta có hai quẻ 251-258 chính và khiêm hướng. Hướng thủy hướng cửa ta có cửu tử hội hướng sao đương lệnh. Hướng tọa ta có ngũ hoàng và tứ lục. Quẻ này chỉ vượng trong 20 năm vượng tài hơn vượng đinh. Quẻ thứ hai hướng tây 263-277 độ, 281-288 độ chính và khiêm hướng. Ở hướng thủy hướng cửa ta có ngũ hoàng và tứ lục không phải quẻ tốt. Bù lại ở hướng tọa ta có cửu tử hội tọa tốt về nhân đinh sức khỏe. Cuối cùng tây bắc ta có hai quẻ 296-303 độ. Hướng thủy hướng cửa ta có thất xích và nhị hắc không phải quẻ tốt. Hướng tọa ta có cửu tử hội tọa. Tất cả những quẻ có cửu tử hội tọa hoặc hội hướng chỉ vượng trong 20 năm. Ưu tiên quẻ nào ở tọa có cửu tử hoặc nhất bạch sẽ vượng khí được 40 năm. Quẻ này vượng nhân đinh hơn vượng tài lộc. Hướng tây bắc quẻ 2 311-338 độ và 326-333 độ chính và khiêm hướng. Ở hướng thủy hướng cửa ta có cửu tử hội hướng. Ở tọa ta có thất xích và nhị hắc không phải quẻ tốt. Người phước ở đất phước, đất phước người phước ở. Vâng, để nơi ta sinh sống trở thành mảnh đất phước, tự ta phải tu tâm dưỡng tánh, tích công bội đức, tu sửa tâm tánh qua thân, miệng, ý. Nghiệp thân, nghiệp miệng, nghiệp ý. Thân có 3 nghiệp, miệng có 4 nghiệp và ý có 3 nghiệp. Thập thiện là 10 nghiệp lành, không tu nghiệp thiện dễ phạm nghiệp ác. Giả dụ, người dễ nóng tính dễ phạm nghiệp miệng và nghiệp ý. Người nóng tính muốn tu sửa phải chí tâm hành thiền, có như thế mới giảm nóng nảy, lại thêm trí tuệ. Ngược lại, nếu không tu theo trên, tự nhủ bản thân rằng mình sẽ giảm nóng nảy, chỉ là lời hứa suông, không có tác dụng nếu không dụng công phu. Các bạn hãy thử dành vài năm hành thiền và nghe giảng kinh, cuộc sống sẽ thay đổi rất nhiều. Lúc này có dụng thêm phong thủy nữa, đó là điều tuyệt vời. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.